Anh chị và em Tuấn đang đứng trên con đường kết nối trực tiếp con đường T1 và con đường 25C kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành. Dạ, thì anh chị và em Tuấn đang có mặt trên con đường 25C nút giao giữa đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng về sân bay Long Thành. Thì một hạ tầng tiếp theo chuẩn bị được triển khai và khởi công, đó là con đường 25C kết nối từ đường Nguyễn Hữu Cảnh giao với đường Vành Đai 3 chuẩn bị được triển khai giải phóng mặt bằng. Khu vực này đã được đền bù khoảng 100 hộ dân vào tái định cư Phước An. Thì phía đằng sau quý cô bác anh chị và anh Tuấn là khu vực này đang được triển khai và chuyển bụi. Không biết là chuẩn bị có vấn đề gì không? Thì anh chị và anh Tuấn cùng tham quan để khảo sát trực tiếp khu vực đã làm sẵn mặt bằng, chắc có lẽ là chuẩn bị có một cái chương trình rất là hot chuẩn bị được triển khai. Dự tính em Tuấn nghĩ là chuẩn bị sẽ được khởi công rất là rầm rộ tại khu vực và chính con đường nút giao này. Dạ, đây là khu vực nút giao giữa xã Phú Hội, đường trực tiếp vào sân bay có nội giới là 100m. Dạ, rất là tuyệt vời, đã được làm sẵn mặt bằng rồi. Nhiều anh chị chia sẻ với em Tuấn là con đường này thời gian sắp tới sẽ được triển khai để kịp kết nối với sân bay Long Thành, kịp kết nối với con đường Vành Đai 3 về trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh, và Nhơn Trạch sẽ làm chính giữa sân bay Long Thành, giữa thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển có khoảng cách rất là gần thôi, sẽ giảm cái thời gian di chuyển trong vòng bán kính là từ 15 đến 20 phút di chuyển. Chúng ta chỉ cần từ sân bay Long Thành đi theo con đường T1 và đi theo hướng Vành Đai 3 qua cầu Nhân Trạch là chúng ta có thể là về thành phố Hồ Chí Minh rồi. Dạ, đây em Tuấn sẽ quay camera sau để quý các anh chị có một cái nhìn tổng quan hơn về con đường 25C chuẩn bị được triển khai. Anh chị và em Tuấn cùng theo dõi nhé. Dạ. Vị trí mà anh chị em Tuấn đang đứng chỉ cách trung tâm vòng xoay chiếc nón huyện khoảng 1,5 cây số thôi, là chúng ta sẽ về trung tâm hành chính, Ủy ban Nhân dân huyện, công an và văn phòng một cửa ngân hàng sẽ tập trung ở đó. Và con đường này là con đường nội giới 100m, 4 làn đường sẽ về trực tiếp sân bay Long Thành, chỉ cách sân bay Long Thành khoảng 10 đến 12 phút di chuyển là vào cổng chính của sân bay. Đây là trục chính con đường T1 kết nối đường 25C và con đường T1 sẽ chuẩn bị được triển khai và sẽ phải phóng mặt bằng. Và hướng còn lại là chúng ta sẽ về trung tâm, đi theo hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh về trung tâm của xã Vĩnh Thanh. Và đây là khu vực mặt bằng đang được giải phóng mặt bằng, sẽ có một cái ngày lễ cực lớn để khởi công con đường kết nối trực tiếp với đường Vành Đai 3, đường 25C và sân bay Long Thành. Sẽ là một vòng tròn khép kín từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua cầu Nhân Trạch về đường 25C và kết nối trực tiếp sân bay Long Thành đi qua hướng Nhân Trạch. Dạ, rất là tuyệt vời. Đây cũng là một dự án quan trọng bậc nhất của huyện Nhân Trạch trong thời gian sắp tới. Đối với huyện Nhân Trạch thì con đường này là con đường như là con đường xương sống kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh, là một nơi là trung chuyển kinh tế, chính trị, và một nơi sẽ là thành phố sân bay, và Nhơn Trạch sẽ là nơi giao thoa giữa thành phố sân bay và nơi trọng điểm trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Thực sự là thời điểm này là một cái thời điểm là không có thời điểm nào tốt hơn để quý cô bác anh chị đi đầu tư nữa.